Giấy là một vận dụng thân thiện với môi trường. Với một số người, giấy là thứ để chứa đựng những kiến thức, cảm xúc hay những trải nghiệm đáng quý. Với những người khác, giấy lại được dùng để sáng tạo ra những sản phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật hoa giấy và cuộn giấy đã trở thành niềm đam mê của nhiều bạn trẻ. Những người yêu mến sự trẻ trung, hiện đại, tuy vẫn giữ được những nét tự nhiên và tinh tế. Thoạt nhìn, bông hoa hồng này toát lên vẻ đẹp tự nhiên và thanh khiết. Không mấy ai nghĩ rằng bông hoa này lại được làm từ giấy. Nhàn, một cô gái chuyên làm thiết kế nội thất, có đam mê làm đồ thủ công, đã chú ý tới nguyên liệu giấy này từ khi em còn là sinh viên. Nhàn chia sẻ, nghệ thuật không có tiêu chuẩn và khuôn mẫu nào cả, nó thể hiện sự sáng tạo của mỗi người. Để hoàn thành bông hoa hồng này, Nhàn phải mất tới 30 phút, tính từ công đoạn cắt giấy cho đến gắn cánh hoa tạo thành bông. Độ khéo léo và cái độ co giãn của giấy, lúc mà mình kéo cái cánh hoa ra, nó sẽ tạo được cái độ phồng của cánh hoa. Thì khi ghép vào sẽ được một bông hoa đẹp. Có hai loại hoa hồng, ví dụ như là hoa hồng xoắn giấy cuộn, nó tạo lên cái sự đáng yêu, hợp với cả những bữa tiệc sinh nhật hay là hợp làm quà tặng cho các bạn tuổi teen. Còn một loại hồng nữa là hoa hồng trông giống thật và tự nhiên nhất, những người lớn tuổi hơn một chút lại rất ưa chuộng loại này. Phối màu cho một bó hoa cũng thể hiện sự sáng tạo trong nghề thủ công này. Tôi hay làm theo tông màu, ví dụ như là hồng tím, trắng hồng, trắng xanh kết hợp với những đồ trang trí như quả cầu nhũ, quả cầu dối và nghĩ ra những cái sản phẩm mới để kết hợp cùng để cho tạo nên sự ấn tượng. Khác với bông hoa hồng, làm hoa mẫu đơn đòi hỏi sự tỉ mỉ và cầu kỳ hơn. Quan trọng nhất là cái cánh của hoa mẫu đơn. Ngay từ bước cắt cánh, hoa mẫu đơn có một cái đặc điểm khác với hoa hồng là cánh hoa mẫu đơn nó có rất nhiều cái tơ nhỏ, thì cắt cánh cũng phải rất cẩn thận và tỉ mỉ. Sau đấy thì phải xoắn cánh, xoắn giấy lại, kéo giãn để cho các cái tơ của cánh hoa trông tự nhiên nhất. Hoa của Nhàn thường được sử dụng trong các dịp lễ sinh nhật, đám cưới, đám ăn hỏi hay dùng để bàn, treo tường, trang trí nhà cửa. Mang nét đẹp tự nhiên, mỗi sản phẩm của em đều được gửi gắm tình yêu và niềm đam mê của người làm nghề. Chưa có tài liệu nào chứng minh được nguồn gốc chính xác của nghệ thuật giấy cuộn. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là nó có một bề dày lịch sử và đã lưu hành khắp nơi trên thế giới. Trước kia, những bà sơ người Pháp và Ý sử dụng những viền rách trong các cuốn kinh thánh và lông ngỗng cuộn lại để trang trí cho các vật phẩm tôn giáo và tranh ảnh. Với những người nghèo, họ dùng sợi giấy để trang trí vào những vật dụng như bàn ghế, khung ảnh hay cả những vật trang trí trong gia đình như thìa, cốc hoặc khay đựng.
Loại hình nghệ thuật này phổ biến ở Việt Nam khoảng một thập kỷ trở lại đây. Những sản phẩm ban đầu chỉ là vài đồ dùng nhỏ như thiệp hoặc con giống. Tuy nhiên, khi thị trường và nhu cầu tăng cao, ngày càng có nhiều sản phẩm được ra đời. Chúng tôi chia ra những cái nhóm sản phẩm như là tranh về đề tài đồng quê, tranh về phố, tranh có về các địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Khách yêu cầu rằng là thiết kế cho khách riêng một cái bức tranh cho không gian nhà họ phù hợp với họ thì chúng tôi lại có một mẫu riêng. Đặng Thị Tuyết đã gắn bó với nghệ thuật giấy cuộn hơn 10 năm nay. Ý tưởng của cô được chắp bút từ những đường nét thô sơ của một bức tranh. Rồi từ đó, gắn các cuộn giấy theo đường nét đã vẽ để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Cái tinh xảo nhất của một bức tranh là khi sờ lên bề mặt bức tranh là cảm thấy độ mịn. Tức là sợi giấy cắt phải đều nhau, phải rất đều nhau. Khi cuốn lại, cái hạt giấy phải nở đều, không được lở rộng quá và cũng không được bí dẹp quá thì làm cho bức tranh không đẹp. Ngoài kỹ thuật, cuộn giấy đòi hỏi sự tỉ mỉ của người thợ thì kỹ năng tạo hình cho những cuộn giấy đó cũng yêu cầu sự khéo léo và kiên nhẫn của những người làm ra nó. Có rất nhiều hình dạng khác nhau của cuộn giấy, hình tròn, hình giọt nước cong, hình chiếc lá cong, hình tam giác, hình vuông. Mỗi một hình dáng của giấy cuộn sẽ phù hợp với việc tạo hình từng chi tiết nhỏ trong bức tranh giấy cuộn. Khi mà cái tranh nó cần ghép làn là chúng tôi sẽ cuộn rất chi là chặt tay và cái kim của chúng tôi siết rất chi là chặt tay thì chúng tôi mới cuộn được cái giấy. Khi chúng tôi thả ra này nó chỉ là hơi lở bung đều thôi, nhưng cũng có nhiều cái tranh khác thì cũng có chỗ là chúng tôi phải thả ra nó như một bông hoa thì nó mới lại vào, nó mới lại đẹp nữa. Như một cái bông hoa sen như này, mình cuộn thứ nhất là một cái hoa to này là mình cuộn cũng vẫn theo cuộn theo một cái vòng giấy. Thế nhưng mà đến lúc theo mình thả ra thì mình phải thả thật là đều và lở đẹp. Xong rồi mình mới bóp nhọn, còn như hai cái bên cánh bên này. Như hai cái cánh bên này thì mình cũng phải cũng quấn như thế thôi, xong lúc mình thả dài dài ra thì mình uốn theo cái cánh cong này của nó như thế này. Để làm được một bức tranh đẹp và mịn đúng tiêu chuẩn, người thợ cần rất nhiều kỹ năng. Nhưng trên hết là tính tỉ mỉ, cẩn thận và chi tiết. Mô phỏng chính xác những hoa văn và cách phối màu trong bức tranh cũng rất được chú trọng. Chị Bích, với kinh nghiệm 5 năm trong nghề, đã tạo nên một bức tranh hoa sen với màu sắc hài hòa và bắt mắt. Một cái lá sen lá như thế này. Cái lá này là cái lá, coi như là cái lá này của nó là hơi là cái hình lá già của nó ở dưới. Thì mình làm cái cạnh này là mình phối toàn bộ là cái xanh cứng này. Còn như một cái lá này thì nó ngay ở cái bầu sen này nhá. Mình lên nhá thì nó lại có cả thêm cái xanh đen này vào cái xanh này. Thì trông cái bông hoa sen trông nó mới hình thức của nó, trông nó mới đẹp. Nhìn nó mới phong phú. Chứ không bao giờ mà làm cùng một màu này được. Xưởng sản xuất các sản phẩm nghệ thuật từ giấy cuộn này đã tồn tại được hơn 10 năm. Không chỉ đam mê tranh cuộn giấy, Đặng Thị Tuyết đã đem nghề thủ công này tới các làng xã và nhân rộng mô hình sản xuất. Vào những lúc cao điểm, nhân công làm trong xưởng và tại nhà có khi lên tới gần 100 người. Những sản phẩm họ làm ra bao gồm tranh giấy cuộn và các chủ đề, các con giống, dùng để trang trí và các đồ dùng gia đình như hộp đựng đồ trang sức hay ống đựng bút. Mỗi sản phẩm đều gắn với nó một câu chuyện về văn hóa Việt Nam. Độ khó để làm ra những sản phẩm đó cũng được đánh giá khác nhau. Đầu tiên là chúng tôi cuộn cái vàng này. Đấy, thế xong bắt đầu là cuộn hết cái vàng. Bắt đầu chúng tôi lại cắm cái xanh vào để cuộn tiếp, để nối giấy. Xong bắt đầu mới thả ra. Thả ra xong bắt đầu mới bóp để theo cái chiều của con rùa. Con rùa này là phải ghép, nó phải là làm sao mà nó phải khít vào. Đấy, làm sao nó phải đúng là nhìn xa đúng như con rùa. Đây là bức tranh phố được nhiều du khách yêu thích. Bởi qua đó, họ không chỉ biết về khung cảnh của Hà Nội, Việt Nam mà họ còn biết thêm về nghề thủ công đang được gìn giữ và phát triển trong cộng đồng. Chị Ca,
Một người thợ đã làm trong nghề được hơn 7 năm cho biết, để hoàn thiện bức tranh nhỏ này, người thợ phải mất đến 2 ngày tỉ mỉ từ khâu tạo khung đường viền, tạo giấy cuộn, gắn giấy cuộn vào tranh để hình thành nên các mảng màu. Mỗi cuộn giấy cũng cần phải có độ to nhỏ khác nhau để gắn phù hợp với từng khoảng trống trong tranh. Sợi nó sẽ to ra thì mình ghép những các cái hạt này thì nó lại rất đơn giản, nhưng khi nó càng nhỏ thì mình lắp ghép vào thì nó lại hơi bị khó. Mỗi khi có một mẫu mới về, chị Ca lại mang tới từng hộ gia đình để hướng dẫn và giao sản phẩm. Không chỉ nuôi dưỡng niềm đam mê của riêng mình, chị Ca cũng như những chị em trong xưởng luôn tìm cách truyền cảm hứng cho mọi người, kể cả những em bé. Bởi vì ngôi nhà có những chi tiết mái ngói màu đỏ rất đẹp và những bức tường màu xanh đỏ vàng rất bắt mắt. Ngày nay, khi những vấn đề môi trường đang được xã hội quan tâm đặc biệt, những sản phẩm này được làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường được sử dụng phổ biến. Giấy giờ đây không chỉ là một tờ giấy đơn thuần, nó đã có thể trở thành một nguyên liệu để các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo, tạo ra những đồ vật, đồ dùng để trang trí.